Ở tập 1056 đã có một màn phối hợp đầy ăn ý giữa thuyền trưởng Kit và thuyền trưởng Lo. Cuối cùng thì Kit cũng đã bán đồng nát thành công cho mẹ lớn khiến mẹ nổi máu chó điên. Suốt mấy chục năm qua đến bây giờ mẹ mới bị đánh một đòn đau đến vậy. Mắt mẹ đỏ hoe đầy xúc động cứ lên đây để nếm bốn chữ hào quang tứ hoàng. Đến với tập 1057 này, mở màn lại thêm một tên chuyên khua môi múa mép. Một phát thanh viên ưu tú của ban tuyên láo trung ương, kẻ xảo trá Apo. Điều hắn muốn lúc này là tuyên truyền bố láo đại cáo công thành gạ gẫm những con chim lạc đàn như X-Drake gia nhập liên minh của hắn nhằm trục lợi đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi. Dù là bên nào giành chiến thắng thì rồi cũng là lúc kiệt sức. Bây giờ băng của hắn sẽ có thể muộn gió bẻ măng, chớp lấy thời cuộc trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Sau một hồi ba hoa vẽ hươu vẽ vượn giải thích cho X-Drake hiểu, những tưởng X-Drake nghe thấy bùi tai mà đồng ý liên minh với hắn. Nhưng không, đáng tiếc, anh theo phe chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng nhé chú em. Nói đoạn, X-Drake lao lên tấn công trực diện với tên phản bội này. Apo hắn biết không thể dụ dỗ được người con của đảng đạo đức người người, vậy là hắn dành tung đòn nhấn phím dương cầm đàn ta hát tưng tưng, nổ đoàn, đòi giết được một siêu tân tinh dễ dàng thế. Giờ thì vô tác dụng với ta thôi. Hắn thì vẫn chưa hết vênh váo, cho người X-Drake có biết được cách đánh của hắn thì đằng sau vẫn còn có ba tên number to xác dũng mãnh nữa. X-Drake tuyên bố mấy chú tuổi tôm, mình anh cân hết, anh đây cũng muốn đóng góp một phần cho chiến thắng của mũ rơm đó là hạ được chú mày đấy. Đang ba mặt một lời căng co thì thanh niên phá làng phá xóm Yamato dùng chùy đập vỡ bức tường lao vút vào trước sự ngạc nhiên của cả hai. Tên Apo còn chưa biết rằng thiếu chủ của hắn bây giờ đã trở thành đứa con bất hiếu phản lại cả cha mình. Cho đến khi nghe X-Drake lên tiếng, vậy là Yamato giờ đã là kẻ địch của Kaido. Lập tức hắn dùng ba tấc lưỡi chuẩn bị nịnh nọt thiếu chủ của mình. Ấy nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng giải thích cặn kẽ thì Yamato vốn đang vội vàng rồi tránh chó ngáng đường liền vung chùy đập luôn nếu đó là người của băng bách thú. Chẳng để tâm là X-Drake đã phản Kaido rồi, vẫn làm một chùy giáng vào anh ta làm nát cả một cánh cửa. Một kẻ quý mến Yamato từ trước đến nay thấy Yamato xuất hiện rồi đi nước qua đời nhau không một lời chào hỏi thăm khiến hắn không thể không lên tiếng. Hắn phá nát bức tường xông ra. Yamato bây giờ mới nhận ra người bạn của mình, tuy nhiên tình thế cấp bách không thể ở lại hàn huyên chuyện cũ được. Fuga theo tiếng gọi của con tim giáo giết chạy đuổi theo thiếu chủ, tên Apo thấy vậy sợ mất một thằng đệ cứng nên cũng liền vội chạy đuổi theo sau. X-Drake thì lại không muốn tên Apo chạy mất khỏi tầm tay nên cũng đuổi theo luôn. Chuyển sang phân cảnh khác, tuyệt chiêu nhất dương chỉ của tên CP không đúng là lợi hại mà, những thành viên của tộc Minh không phải là đối thủ của chúng. Muốn tránh gây thương vong thêm hãy giao Nico Robin ra đây, đương nhiên Brook không chấp nhận rồi. Người của tộc Minh ngăn lại nói cả hai hãy chạy trước đi, bọn CP không sẽ do chúng tôi xử lý. Brook thấy vậy liền kéo Robin chạy ngay bởi không muốn sự hy sinh của đồng minh trở lên vô nghĩa. Chúng rất mạnh không thể xem thường được, không chạy thì chỉ có bỏ mạng. Ơ mà tôi đâu còn mạng đâu để sợ chứ, ông xương khô vẫn khôi hài như vậy đó. Đến với diễn biến chính của tập này, hồi ức của anh đang bị loạng choạng, anh đang lo sợ bản thân mình sắp bị biến đổi. Một cơ thể lạ thường báo hiệu về khả năng anh sẽ trở thành con người vô cảm giống như anh em trong gia đình mình vậy. Một cô gái gây xa xinh đẹp đang khẩn thiết kêu cứu, vậy mà ông anh dạy gái này lại có thể tung cú đá vào cô ấy không thương tiếc. Hóa ra là anh sạn đang bị phê thuốc, à thực ra là do chịu sự đả kích bơm đều quá lớn từ tên Queen khiến anh trở lên như mất trí như vậy. Vì yêu anh như người điên mất trí. Đấy là lời bài hát thôi, còn anh sạn lúc này đang như sắp mất trí vì bởi những biến đổi trên cơ thể mang dòng máu Germa. Giờ thì anh có giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin đâu anh sạn ơi. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa dám nỡ đánh một cô gái nào dù chỉ một nhành hoa. Vậy mà hôm nay anh lại dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch để phang cô ấy, đúng là thứ đồ vũ phu, không đáng mặt đàn ông. Đây có lẽ là một trong những ký ức nhục nhã thảm hại đối với anh sạn nhà ta rồi. Ái chà, đang quýnh lộn mà vẫn rảnh tay tới lầu xanh chơi đĩ hử. Queen xỏ xiên. Không, ta cải trang đi vi hành. Thực ra sạn đang tự dằn vặt bản thân, đôi tay này chỉ bốc cơm với cá, đã bao giờ tát má ai đâu. Trước đây anh đã từng chửi thẳng mặt anh em mình những tên vô lại vô tình vô nghĩa, thằng thì không biết quý trọng đồ ăn, thằng chỉ biết đánh phụ nữ, tóm lại ta không cùng đẳng cấp với các ngươi. Bây giờ, anh ba đang vô cùng ân hận trước những hành động không đáng có của mình. Con khủng long đồ chơi này vẫn lắm mồm trêu chọc Sanji, đả kích anh không có bộ giáp đó, chú tuổi tôm là đối thủ của anh. Sạn méo quan tâm hắn nói gì, lại nghĩ lù ơi, cậu muốn tớ là con người như nào? Phần người có tình có nghĩa mặc dù hơi yếu chút, còn phần con là biến thành siêu nhân Germa có thể đánh bại mọi đối thủ giúp cậu trở thành vua hải tặc. Nếu vậy thì tớ sẽ là con người vô tình vô nghĩa vô cảm mất. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định lôi vũ khí khoa học ra. Tên Queen trông thấy mà phấn khích lắm, đang phấn khích cực độ vì sắp được thưởng thức tiết mục siêu nhân biến hình, khoa học tối tân thì ối rồi ôi, bất ngờ chưa ông già, anh sạn đã dẫm nát nó luôn, thế là hết khoa học nhé. Tạm biệt khoa học, tạm biệt Germa, tạm biệt cả nhà tắm nữ nữa. Ở một diễn biến khác, anh rổ đang bận chiến đấu với kinh hỏa hoạn đầu tắt mặt tối thì có tiếng bờ lẹp bờ lẹp, bờ lẹp bờ lẹp, rồi cà chạp. Vừa phải đỡ đòn vừa nghe máy của lông mày xoăn. Trước khi nghiêm túc nói chuyện vẫn phải có đôi ba câu đả kích nhau mới được, rồi nghiêm túc mà nói thì chúng ta sẽ đánh bại băng bách thú. Nhưng mà sau trận chiến nếu mà chú có thấy anh trở thành thằng phê đá thì nhớ cho anh ra bã luôn nhé. Mặc dù không hiểu vợ mình đang nói gì nhưng người chồng đầu tảo cũng hứa nếu cô vợ lông mày xoắn mà hong hử thì anh sẽ đánh đòn hư này ngay lập tức. Vì sao cứ nỡ giết người tôi yêu, rồi yêu sạn còn chẳng hết sao đành lòng ra tay. Cuộc gọi kết thúc, sạn tốc biến trước sự kinh ngạc của Queen, khoa học chạy bằng cơm nè, một đá bùng cháy, ký ức địa ngục, cho ngươi biết thế nào là lễ hội.
Yamato tiếp tục trên đường đi tìm kho vũ khí hạt nhân, vũ khí đạn dược của Orochi. Sanji gọi cho Zoro nói rằng nếu sau này sau khi đánh bại băng bách thú rồi, bản thân mà trở lên điên loạn thì hãy giết cậu ngay lập tức, rồi chốt đơn. Mẹ lớn sau cú bị hấp diêm tập thể của hai Sửu Nhi Kid và Lo, mụ điên tiết sục sôi máu, hãy lên đây mà nếm bốn chữ hào quang tứ hoàng. Đến với diễn biến tập 1058 này, Big Mom vung đao chém xuống đầu Kid, rất may cậu kịp thời né được, tuy chỉ là nhát chém nhẹ nhưng cũng đủ làm Lo và Kid bị cuốn bay xa vài chục mét. Mẹ lớn ra lệnh cho các đồ vật mà mụ mới ban cho linh hồn lao lên nghiền nát hai hải tặc dám láo toét với mụ. Dùng kim loại tấn công anh thu gom đồng nát thì là chuyện không thể, còn Lo đã có Zoom bảo kê. Cơ mà con mẹ lớn to xác này sống dai như đỉa, khó tấn công lắm, chắc phải tính đến phương án khác thôi. Có vẻ như trận chiến ở đây chưa có tiến triển gì căng co cả. Một con đại bàng vừa cắp công chúa bay vút qua, Phượng Hòa Marco cắp Izo bay lướt qua đời Big Mom, mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Hai người họ đang bay tới lâu đài, nơi con quái vật Kazenbo xuất hiện, Izo lo sợ sắp có biến lớn xảy ra tại nơi đây. Tại lâu đài, con quái vật đi đến đâu thiêu đốt mọi thứ đến đó, đám thuộc hạ của Kaido rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước thì bị samurai chặn đường, đằng sau thì con quái vật đang tràn tới, chúng đường cùng lôi đại bác ra bắn. Brook bế Robin tiếp tục chạy thoát thân, đến đây thì bị ảnh hưởng bởi phát súng đại bác mà rơi xuống. Cuộc tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn biết làm sao, nước mắt chan hòa cùng nỗi đau. Trong khi Apo đuổi theo Yamato, thì X-Drake đuổi theo hắn, còn có cả Fuga đuổi theo Yamato nữa. Fuga chỉ muốn Yamato chơi cùng thôi mà, trái tim này anh đã chót trao về em mất rồi, sao em vội ra đi, để anh bơ vơ một mình. Có thông báo con yêu quái cầu lửa khổng lồ đang hướng xuống tầng hầm. Khéo thay, Brook và Robin rơi xuống ngay bộ lóc mềm mại êm đềm của Fuga, đám Seife không có lẽ đã triệt hạ hết nhóm người của tộc Minh rồi nên mới có thể đuổi đến đây nhanh đến vậy. Bây giờ thì Brook và Robin không còn đường nào khác ngoài việc đứng lại đối đầu với chúng. Đúng lúc quái vật cũng lao xuống nuốt trọn đám Seife không, còn mọi người thì kịp thời chạy thoát nhờ có Fuga to xác chạy nhanh. Tên Orochi vẫn ở đây luôn miệng thốt lên những lời kích động hận thù, ra lệnh cho con quái vật Kazenbo đi thiêu rụi tất cả mọi thứ. Hắn đang cười lớn đầy ngạo mạn với việc sắp đạt được mục đích của mình thì nghe tiếng đàn tưng tưng ở ngay phòng bên cạnh. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì cuối cùng Momonosuke đã có thể thành công tạo lên một luồng hỏa vân lớn, có lẽ sắp đủ lớn để giữ được hòn đảo không bị rơi xuống. Đến với cuộc chiến giữa Zozo và Kinh Hỏa Hoạn, tên Kinh đó có thể kéo dài màu của mình thành một thanh đao rồi rất nhanh lao vút xuống tấn công Zozo, nhanh như laser vậy. Hắn lại ngay lập tức lao vút lên bầu trời tiếp tục tấn công Zozo, hắn phóng hỏa xuống như máy bay tiêm kích ở trên không trung nã đạn xuống mặt đất vậy. Một cuộc chiến không cân sức giữa một tên chỉ biết bay ở trên bầu trời và một kiếm sĩ dưới mặt đất không thể tự bay lên không trung được. Zozo tìm cách để bắt hắn phải rơi xuống dưới mà solo với mình. Anh sử dụng tuyệt kỹ Tam Kiếm Phái tạo ra một con rồng cứ như dáng Long Thập Bát Trưởng lao vút lên hình thành một cơn lốc xoáy hướng về phía Kinh. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn quá mạnh, cơ thể quá cứng cáp. Bây giờ thì hắn mới rút kiếm của mình ra đọ sức với rổ, một kiếm đấu với ba kiếm, có điều kiếm của hắn to hơn nhiều nên quả thật là bất công mà. Sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Zozo đang nghĩ trong đầu về những lần đối đầu với hắn, anh đang cố gắng tìm ra điểm yếu của tên này, dường như hắn còn có thể đọc được cả suy nghĩ của rổ nữa. Chỉ một giây phân tâm mà anh bị hất văng bay xa cả trăm mét. Anh tạm thời nằm xuống trong cơn mệt mỏi dã rời, chú Kinh để anh ngơi tí lấy sức rồi chiến đấu tiếp nhé, anh mệt quá. Chưa kịp chợp mắt thì rổ nghe có tiếng đàn ai hát tích tịch tình tang ai mang công chúa dưới hang sâu trở về. Nghe được tiếng đàn đó, thanh em ma bỗng chốc bùng cháy ngọn lửa Haki vũ trang còn tự động bọc Haki vào tay của rổ nữa. Đây là tiếng đàn Samisen. Tên Orochi cố gắng nhòm sang xem đó là ai, rồi nước mắt trực trào xúc động nhận ra đó là cô Muzaki, người phụ nữ mà hắn tưởng là đã chết rồi. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, em chết ra sao, hồn về thế nào? Hắn cứ nghĩ cô ta đã bị giết rồi chứ. Vậy mà con ghẻ của Orochi vẫn còn ở đây bằng xương bằng thịt, nước mắt hắn trực trào. Chỉ là mẹ lớn mới bị các con hội đồng có tí thôi nên hơi nổi máu chó điên tí, chuẩn bị tinh thần dạy dỗ các con về đạo làm hải tặc. Seife không gần bắt kịp Nico Robin thì hơi xui tí lại bị con quái vật Kazenbo nuốt chửng. Cuộc chiến diễn ra giữa Kinh Hỏa Hoạn và Roronoa Zoro diễn ra hết sức căng co. Chẳng mấy chốc anh rổ mệt quá phải xin Kinh cho nằm ngơi tí lấy sức còn chiến tiếp. Nằm chút cũng không được yên thân, tới lượt thanh Enma nghe tiếng đàn ai hát tích tịch tình tang ai đem công chúa dưới hang sâu trở về. Chắc do nghe tiếng đàn dở tệ quá nên nó mới nổi khí xung thiên hút luôn cả Haki vũ trang của rổ. Tên Orochi nước mắt nước mũi tèm nhem khi thấy con bồ nhí vẫn còn sống. Đến với tập 1059, con quái vật Kazenbo lao xuống như muốn nuốt trọn tất cả. Yamato thì bỏ chạy bạt mạng, còn đám thuộc hạ của Kaido thì đứng lại chiến lại với nó luôn, giống như mấy con thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy. Yamato nghe loa thông báo chợt nhận ra con quái vật nó xuống tới tầng hầm thứ hai và còn muốn xuống dưới nữa. Cô đã hiểu được mục tiêu của nó chính là đi xuyên xuống kho vũ khí, chính là làm nổ tung cả hòn đảo. Yamato nhờ Fuga trợ giúp mình, trong khi chăn ấm đệm êm trên mái tóc của Fuga không được lâu thì Brook cùng Robin buộc lòng phải rời đi để lo chuyện của mình. Hai tên Seife không đi ra từ đám lửa rực cháy không một chút thượng tích, thậm chí áo quần cũng không bị cháy xém. Quần áo này mua ở đâu chỉ tôi với anh bạn.
Apo còn ở đây nhờn với chúng. Nào tạo dáng đi, cười tươi lên để ta chụp vài kiểu làm kỷ niệm hỡi lũ thú cưng của Thiên Long Nhân. Lèo mép nhưng cái mồm làm hại cái thân, tính lôi chuyện bí mật của Don Flamingo ra nói thì liền bị dính nhất dương chỉ hộc máu mồm, chỉ một chiều đã nằm sàn. Phải nói sức mạnh của mấy tên CP không này không đùa được. Chúng còn biết X-Drake đang mưu tính gì rồi, đang tính diệt trừ hậu họa một thể thì liền bất ngờ bị dính một đòn của Apo. Thì ra vừa nãy hắn đã kịp bộc Hà Ki vũ trang để tự bảo vệ mình, nếu không với chiêu nhất dương chỉ vừa nãy là nằm sàn rồi. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn rồi, cả hai siêu tân binh dù thế nào giờ cũng có chung một mục tiêu. X-Drake hóa khủng long, cuộc chiến nảy nở giữa hai tân binh với hai chó săn của Thiên Long Nhân bắt đầu. Bên ngoài kia Momonosuke đang vật lộn tạo lên những tầng hỏa vân, hòn đảo sắp bay tới Hoa Đô rồi, phải nhanh lên mới được. Đến với diễn biến chính của tập này, tiếng đàn tích tịch tình tang tiếp tục được cất lên, thanh Inma càng nghe càng đằng đằng sát khí khiến Zoro phải rất khó khăn mới có thể khống chế được nó lại. King cũng là một tên quân tử đấy chứ, hắn chờ Zoro ổn định rồi mới lao lên tấn công tiếp tục cuộc solo. Dù vung kiếm chém King nhanh như cắt né được, nhát chém làm đứt lìa một ngọn đồi, vừa định chém thêm thì liền bị King túm lấy ném ra xa khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Giờ thì hắn chấp Zoro cho đâm chém hắn thoải mái, rồi liền vung kiếm đâm hắn một cái vào bụng nhưng chẳng xi nhê gì hết, còn bật sổ bay xa cả tỷ km. Đã qua chút về tình hình giữa Queen và Sanji, con khủng long đuôi dài đã lĩnh chọn một cú đá ký ức địa ngục cực đẹp của sạn. Hắn mặc dù bị tống vào mạnh như thế nhưng vẫn thản nhiên cười đáp lại chẳng xi nhê gì với hắn hết, chắc là còn đá đều sạn dài dài nữa đây. Gì chứ, trưởng ban tuyên láo trung ương chính hiệu ở trên hòn đảo này phải là hắn mới đúng. Quay lại với rổ, sau đòn văng xa vừa nãy, anh ngồi dậy đầu hơi choáng váng. À không, vừa nãy tên King tự tạo ra một vụ nổ lớn như bom nguyên tử hàng Lazada, tưởng chừng là đánh bom liều chết, thành phần cảm tử nhưng thực ra đó là tuyệt kỹ của một tên chỉ huy cánh tay phải đắc lực của Kaido. Queen khoe với Sanji rằng Zoro không có cửa đánh bại được tên King kia đâu, bởi vì hắn là con quái vật có khả năng sống sót ở mọi điều kiện môi trường tự nhiên, từ xa xưa đã được coi như những vị thần. Sẵn nghe không tỏ chút e dè, còn đá đều thế tại sao chúng lại bị tuyệt chủng, khiến tên Queen cứng họng lại. Zoro quyết định dùng đến tuyệt chiêu của mình, toàn thân bốc lên ngọn lửa xanh rờn, nhanh như chớp một chém khiến King đứt lìa làm đôi. Cứ tưởng vậy là xong, nhưng nếu hạ được đội trưởng số 1 nhanh đến vậy thì One Piece đã chẳng dài tập. Tên King thản nhiên vuốt mào của hắn cho dài ra chuẩn bị tấn công đáp trả lại anh đầu tảo. Đúng là đã đen còn lắm lông, đúng lúc Thanh Inma lại nghe được tiếng đàn rồi lại sinh chứng sinh bệnh báo hại rổ mất thế phòng bị mà lĩnh đòn của King. Này là hắn còn quân tử không đục nước béo cò lúc rổ đang gặp vấn đề nên đòn đó đã đi chệch hướng. Thanh kiếm Sandai Kitetsu bị hất văng đi, rổ cố lao theo giữ lấy kiếm. Anh nhớ đến 2 năm trước lúc đi tìm mua kiếm, anh vô tình gặp được một thanh kiếm quý hiếm. Lần đó anh đã thử sức giữa vận may của mình với lời nguyền chết chóc của thanh kiếm, mém tí gia nhập hội người khuyết tật với xanh tóc đỏ và kit ve chai rồi. King thấy rổ đang cố với lấy kiếm mà rơi tự do xuống dưới, hắn liền tốt bụng phi xuống đẩy rổ lên trở lại hòn đảo. Một katakuri thứ hai chăng? Một thanh kiếm khác là Wado Ichimonji, là thanh mà rổ xin sư phụ cho mình kế thừa lại của Kuina. Thanh này và thanh Inma đều chung một nguồn gốc, một thợ rèn làm lên, đều bị dính lời nguyền. Có nghĩa rằng rổ đang sở hữu cả ba thanh kiếm bị nguyền rủa, nhất là thanh Inma, những kẻ yếu không thể sử dụng được nó. Zoro đang cố tìm cách để có thể khống chế được kiếm của mình, mới mong có thể đánh bại được King. Chỉ với 2 phút cuối ngắn ngủi mà gánh cả một tập. Zoro đã muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới ngay từ nhỏ, nhất là từ sau cái chết của Kuina. Sau một lúc suy nghĩ hồi tưởng, Zoro đã hiểu ra ý nghĩa của đao kiếm là gì, nguồn sức mạnh của thanh Enma, thực chất thanh kiếm này đang muốn kiểm tra nhân cách của Zoro. Oden có thể dùng được tại sao Zoro lại không chứ? Mấy đám tôm tép bên dưới thừa nước đục thả câu lao lên tính ăn hôi, tưởng Zoro dễ sơi vậy sao? Dù chẳng quan tâm tới chúng, chỉ nghĩ đến cách thức làm sao có thể xứng đáng làm chủ nhân của thanh kiếm này. Cả tâm can, sức mạnh, ba khí và kiếm hòa vào thành một thể thống nhất, vậy là được. Đám tôm tép chưa có cơ hội tiếp cận đã bị Haki bá vương của Zoro đánh gục mất tiêu rồi. Kinh ngạc nhiên, ngươi định trở thành vua sao? Đương nhiên, cánh tay phải của vua hải tặc tương lai thì cũng phải có khí chất của bá vương vô địch kiếm sĩ chứ. Zoro đã sẵn sàng để đối chọi sòng phẳng với King rồi. Ở tập trước, con quái vật Kazenbo đang tấn công từ tầng 2 và giờ nó đã xuống đến tầng hầm 2. Có vẻ như nó đang cố lao xuống nơi chứa kho vũ khí đạn dược để làm nổ tung hòn đảo này. Cuộc chiến diễn ra cam co giữa Zoro và King. Trong khi King thì đang hăng hái tấn công thì Zoro lại bị vấn đề thanh Enma đình công còn chống đối lại Zoro khiến anh gặp rắc rối mất kiểm soát ở cánh tay phải. Cũng may King chơi đẹp nên không thừa nước đục thả câu lúc này. Đến với tập 1060, lý giải về bí mật của Enma giao cho Zoro. Mở đầu là giao chiến giữa hai người tiếp tục diễn ra, Zoro chưa thể khống chế được thanh Enma nên đành dùng tạm hai kiếm để đối đầu trực chiến với King. Ba đao còn không đánh lại thì hai đao làm gì có cửa, King lại nhả đòn như tiêm kích ngã đạn về phía Zoro. Lúc này Zoro cố với lấy thanh Enma cơ mà vẫn bị nó khống chế hút lấy vũ trang, cô lắm mới cầm được nó lên đỡ lấy đòn của King giáng xuống. Nhưng chẳng thể cầm cự nổi mà bị đánh văng xuống tầng dưới. Trong lúc rơi tự do, Zoro nhớ lại ký ức trước đây, về lời dạy bảo của một ông già câu cá ở trong thôn. Thôi cứ nằm im đấy mà hoài niệm đi anh, King fair play lắm. Ông già ngồi câu cá chắc là bạn của Khương Tử Nha, con cá duy nhất ông ta câu được chính là Zoro. Đang nghĩ về kiếm mà Zoro còn nhớ về ký ức đau lòng.
Hồi chầu tre anh suốt ngày đòi đấu kiếm với thanh mai trúc mã của mình là Quina, đấu cố đấu hoài mà có bao giờ thắng nổi đâu. Ông già hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện nào, thơm mùng bổ phổi diệt chủng lao. Rồi hỏi ông là võ sĩ sao, thì ông rít nhẹ một hơi rồi từ từ kể về, à không, đuổi rồi đi. Rồi cố ra sức luyện tập trước mặt ổng, võ trưởng chán lắm sao? Không, tại cháu thuộc, chắc do luyện tập chưa đủ. Ông lão thoạt tiên cho rổ hai thanh đao gọi nó là dao cùn, và từ từ thuyết giảng cho rổ nghe về đạo của người dùng kiếm. Dao chính là con dao dùng để chém người, được sinh ra để giết người. Người kiếm đao phục tùng chính mình là kiếm sĩ. Ông giải thích cặn kẽ về từng loại đao, trong đó có yêu đao, là loại đao bị nguyền rủa. Ai làm chủ được nó chính là niềm vinh hạnh. Lúc trẻ ông đã rèn ra một thanh đao tốt nhất cuộc đời, ông đặt tên nó là Đại Vương Địa Ngục, Enma chính là nó. Momonosuke vẫn đang cố gắng ra sức ngăn chặn hòn đảo không cho nó rơi xuống, lần này cậu kéo Hỏa Vân ra như kéo dây cung vậy. Chính là như vậy, cậu ta như hiểu ra điều gì đó nên càng phấn khích hơn để quyết tâm làm. Tại cảnh khác, Y lẫn Apo vốn không phải là đối thủ của hai tên CP0, mới đánh được vài hiệp đã bị hạ dễ dàng. Chiêu thức của Apo còn quá nhạt nhẽo với chúng. Đang tính rời đi thì liền bị hai tên number to xác đứng chặn lại. Cuộc vui mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chuẩn bị tinh thần ngậm hành nào. Quay lại với Rổ, thì ra ông già đó chính là ông nội của Quina. Rổ nghe đám trẻ nói chuyện kháo nhau về việc ngôi làng này là do hải tặc xây dựng, thêm tình tiết về sau cậu mới biết Dương Nguyệt chồng Tam Lang chính là ông già đó. Không phải chỉ con người mới biết đi tìm đao kiếm mà chính đao kiếm cũng có thể tự biết đi tìm chủ nhân của mình. Đến đây Rổ mới tin chắc một điều rằng, Thanh Enma đang muốn kiểm tra tư cách của chủ nhân mới, anh tin vào bản thân sẽ có thể xứng đáng với điều đó. Quina đã thắng Rổ tới tận 2001 lần, tuy nhiên cô ấy vẫn luôn tự ti với bản thân. Vì là thân phận nữ nhi không bao giờ có thể được như đàn ông để có thể trở lên mạnh mẽ nhất, mà vươn tới ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Rổ nghe vậy trách mắng Quina không được bi quan, nếu vậy thì với tư cách là một người thua cả con gái thì Rổ chẳng bao giờ có thể chạm tới ước mơ của mình. Rổ giao kèo sau này khi lớn lên cả hai nhất định phải cạnh tranh công bằng về ước mơ này. Giao kèo chưa lâu thì Quina không may qua đời, Rổ chỉ còn cách xin sư phụ đưa đao của Quina cho mình để cậu kế thừa ý nguyện vươn tới ước mơ trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Phần cuối tập phim này chính là đoạn mở đầu.